Ở đời á, nghĩ á, mà chán. Người ta nói á, có tật thì có tài. Sao tôi thấy tật tôi quá trời, rồi tài của tôi đâu? Nhiều khi tôi cũng không biết tôi hỏi ai luôn á. Cái tật gì đâu á, mà cứ xem người ta ăn là thèm mà. Trời ơi, tôi ước gì tôi có một mâm sashimi với lại sushi để ăn. Tôi thèm ăn cá hồi ở đây. Ước gì á, ước gì á. Trời ơi, ước chơi thôi mà có thiệt nè. Quá xá đã luôn. Wow, quá xá đỉnh luôn. Trời ơi, như ý nguyện rồi. Ông tiên bà tiên nào cho Tina vậy? Cảm ơn ông tiên bà tiên rất là nhiều luôn nha. Ôi, hôm nay giống như là vô mánh rồi vậy á. Cá hồi như ý muốn nè. Sushi như ý nguyện luôn nè. Ôi, vô nha, vô liền nha mọi người ơi. Xin mời mọi người ăn sashimi cá hồi và sushi cùng với Na nha. Wow, ở đây thiệt là nhìn nó hấp dẫn ghê luôn. Đã vậy còn có tép wasabi nè, ông tiên bà tiên nào á trời. Hạ phàm hạ thế mà cho là không thể nào thiếu nha. Có cho gừng với lại wasabi ăn kèm nữa nha. Ôi, vô thôi mọi người ơi. Đói bụng lắm rồi. Hên á là chỉ ước như vậy thôi á. Nhưng mà nếu như mà ước trúng số độc đắc, trúng Việt Lót mấy chục tỷ thì có được như ý nguyện không ta? Thôi thôi thôi, không nói nhiều nữa. Nói nhiều một hồi nữa đòi nhiều á là hả không có còn để ăn luôn á. Ông tiên bà tiên ghét lấy lại luôn á. Rồi. Ngon quá đi. Na sẽ nặng một cục wasabi thiệt lớn để ăn cho nó đã nha. Trời ơi, xuất sắc quá đi. Nhìn tôi là đã thấy ứa nước miếng không thể nào chịu nổi rồi đó. Trời ơi, từng miếng thớ cá, từng miếng thịt đó, nó quyện cùng với lại sashimi nè. Nó làm Na ngất ngư luôn, thiệt sự luôn á. Quá xá đã luôn cả nhà ơi. Wow, cay nồng chảy nước mắt luôn. Nhưng mà rất là ngon. Thiệt sự luôn. Không thể nào mà kìm hãm lại cái sự sung sướng này được. Wow, nó lên tới não luôn rồi. Cái wasabi nó làm Na cay quá. Sushi thanh cua nè cả nhà. Wow. Làm một miếng đầu mực nữa nha.
Ngon. Quá là ngon luôn. Đối với nào thì sushi á, món nào cũng ngon hết trơn á, phải nói là ngon lên tới nắp luôn á. Trứng cá. Giống như là lan hương trên mây vậy á, cay nồng nàn mà nức mũi luôn, chảy nước mũi.
No quá rồi cả nhà ơi. Mấy cái cơm nó làm cho Na quá no luôn, cơm nó nén nén lại á cả nhà. Thôi uống một miếng nước rồi Na sẽ dừng video lại tại đây nha. Hôm nay mà một bữa ăn rất rất là ngon và rất là no luôn. Na cảm ơn cả nhà đã xem hết cái video của Na nha. Nếu mà mọi người thấy thích cái kênh á thì nhớ ủng hộ kênh nha. Ủng hộ cho kênh của Tina Lầu nữa nha cả nhà nha. Bye bye cả nhà nha. Hẹn vào cái clip tiếp theo nha. Bye bye.